tính mà cái chung em một này. Phải chung một ngày. Rồi bây giờ Nhi luồn tí xíu nữa rồi, rồi mọi người đừng có tiếng nữa. Chúng bay star hot nha mọi người nha. Rồi, ok. Xong chưa các máy ơi? Xong chưa? Ok báo nha. Quay nha. Chị Lâm Nhi có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc của mình cũng như là cơ hội, cơ duyên nào để khiến chị, để đưa chị đến với lại thông báo ra mắt của em Việt. Nhi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà đã nhận được lời mời của anh Đàm Vĩnh Hưng đến với lại buổi họp báo công bố cái dự án mới nhất của anh Hưng, Một Mình Có Sao Đâu. Và đến đây thì thấy rất là đông các anh chị em nghệ sĩ cũng như là có rất là đông báo chí, các anh chị em báo đài đã tập trung ở đây, chứng tỏ được một điều rằng là sức hút đến từ anh Hưng vô cùng là lớn. Và Nhi tin chắc rằng là đây sẽ là một cái sản phẩm tiếp theo sẽ gây được sự bùng nổ cũng như tiếng vang rất lớn sau Hello của anh Hưng đã vô cùng là thành công. Dạ, cái thời điểm cuối năm là một thời điểm mà rất nhiều nghệ sĩ, kể cả các bạn trẻ cũng như là những nghệ sĩ lớn thì họ đều tranh thủ để mà cho ra những cái sản phẩm. Thì vừa rồi là chị Đông Nhi vừa tung ra Xin Lỗi Quá Phiền, sắp tới là một live show thì thời gian nó rất là bận rộn rồi. Vậy thì chị đã thu xếp như thế nào để mình có thể đến đây để chụp ảnh đẹp? Thật ra thì mình muốn hay là không thôi, vì thời gian chắc chắn là một ngày thì chỉ có 24 tiếng, nhưng mà nếu như mà mình sắp xếp thì chắc chắn là sẽ được. Và bản thân Đông Nhi là một nghệ sĩ đàn em sau anh Hưng, chắc chắn rằng là Nhi sẽ phải học hỏi anh Hưng rất là nhiều bởi cái tính chuyên nghiệp cũng như là cái sự luôn luôn đầu tư mới mẻ cho cái sự nghiệp của mình. Và Nhi đang rất là kỳ vọng rằng là live show 10 năm của Nhi sẽ được mọi người ủng hộ thật nhiều, bởi vì là đây là một cái chương trình mà Nhi vô cùng là ấp ủ, như đã ấp ủ từ rất là lâu rồi, và Nhi hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ yêu mến và ủng hộ để mà nhìn thấy một Đông Nhi, một cái hình ảnh của Đông Nhi trải dài trong 10 năm vừa qua, và có thể đón chờ một cái hình ảnh mới, âm nhạc mới của Đông Nhi. Nhân tiện nói về cái dự án 10 năm của chị Đông Nhi thì có thể vừa qua thì ở trên mạng xã hội cũng mới có thêm cái trận bão khá lớn, đó chính là về cái album của Đông Nhi với giá là 2 triệu. Vậy thì mọi người đặt câu hỏi là vì sao lại mắc như vậy? Vậy thì là người trong cuộc thì chia sẻ một chút về vì sao lại đưa cái giá. Okay. Vì là 10 năm cho nên là Nhi mong muốn tất cả mọi thứ nó đều phải chỉnh chu nhất, đều phải hoàn hảo nhất. Và Nhi nghĩ rằng là với một cái 10 năm, một cái con số 10 nó quá là tròn chỉnh và đẹp như vậy, thì chắc chắn rằng là tất cả những gì mà mọi người đang trông chờ đến từ cái tên Đông Nhi nó cũng sẽ phải thật đặc biệt. Chính vì thế cho nên là cái phần khâu sản xuất cái phần album của Nhi, Nhi cũng đã phải đầu tư rất là nhiều những cái ý tưởng của mình để mà cho ra mắt một cái bộ sản phẩm. Mà Nhi nghĩ nó không đơn thuần là gọi là album không, mà nó là một bộ vật phẩm quà tặng ở trong đó dành cho tất cả những fan hâm mộ của Nhi nữa. Đó chính là lý do mà vì sao mà cái bộ vật phẩm đó nó lại có giá trị cao như vậy, là bởi vì là ở phía trong nó sẽ còn có rất là nhiều thứ, và Nhi hiện giờ thì chỉ có thể bật mí được một vài chi tiết nhỏ nhỏ trong cái bộ vật phẩm đó thôi, bởi vì là Nhi mong muốn là giữ lại những cái gì đó nó đặc biệt nhất để khi mà các bạn nhận được cái bộ sản phẩm đầu tiên thì các bạn mở ra với một cái tâm lý rằng là các bạn khám phá nó, khám phá những cái tình cảm mà Nhi đã gửi gắm ấp ủ vào trong bộ sản phẩm của mình, và mọi người sẽ hiểu được rằng là Nhi đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho cái lần kỷ niệm 10 năm ca hát này của Nhi. Thời điểm mà chị Đông Nhi tung ra MV cũng như là bắt đầu mình làm live show thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi họ tung ra MV, tung sản phẩm và làm live show, thì cái sự cạnh tranh này có khiến chị Đông Nhi cảm thấy hơi lo lắng không ạ? Nhi thấy vui chứ, bởi vì là cuối năm là một cái dịp mà tất cả mọi người đều có thể cho mình có cái thời gian để mà relax sau một cái năm quá nhiều công việc cũng như là áp lực trong cuộc sống rồi, thì đây là một cái thời điểm để mà cho tất cả các nghệ sĩ sẽ có thể cống hiến được cho mình, cống hiến những cái điều tuyệt vời dành cho khán giả của mình. Nên chính vì thế cho nên là việc mà càng nhiều ca sĩ càng ra những cái sản phẩm chất lượng, đó là một cái dấu hiệu báo hiệu vô cùng là mừng cho cái nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Bởi vì là các bạn, những người được lợi ở đây đó chính là khán giả của chúng ta, và nghệ sĩ chính là người đã cống hiến và làm những điều đó để phục vụ cho khán giả, thì chắc chắn rằng là Nhi sẵn sàng hoàn toàn ủng hộ tất cả những nghệ sĩ làm những sản phẩm thật tốt. Cảm ơn chị.